Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga ngày 18 tháng 3 tuyên bố lực lượng Nga đã tấn công một địa điểm nơi các chỉ huy an ninh và quốc phòng Ukraine đang nhóm họp. Vụ tấn công được đề cập trong cuộc họp giao ban hàng ngày của Bộ trên với báo chí. Thông tin cho biết, các chỉ huy quân sự và những người đồng cấp từ cơ quan an ninh Ukraine SBU đã có mặt. Cuộc họp này nằm trong số các mục tiêu được chỉ định cho máy bay chiến đấu tên lửa và pháo binh của Nga. Hãng tin TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, máy bay tác chiến chiến thuật, lực lượng tên lửa và pháo binh của các lực lượng Nga đã tấn công vào nơi tập trung của Ban Chỉ huy Hội đồng An ninh Ukraine và các lực lượng vũ trang, đồng thời cũng khiến nhân lực và khí tài quân sự của đối phương bị mắc kẹt ở 137 khu vực. Không có thông tin chi tiết bổ sung nào về cuộc tấn công trên được cung cấp từ cả hai phía trong cuộc xung đột. Theo truyền thông Ukraine và một số tuyên bố chính thức của các quan chức cơ quan nước này, các đặc vụ SBU đóng vai trò quan trọng trong việc phát động các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chống lại Nga. Một ví dụ gần đây là cuộc tập kích bằng máy bay không người lái UAV vào một nhà máy lọc dầu ở vùng Krasnodar vào sáng ngày 17 tháng 3. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong cuộc tấn công trên, tổng cộng 36 máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào nhiều khu vực khác nhau, bao gồm cả thủ đô Moscow. Lực lượng phòng không Nga đã ngăn chặn và tiêu diệt 4 UAV trên bầu trời Moscow và Yaroslav, 3 chiếc trên bầu trời Belgorod và Kursk, 2 chiếc phía trên Kaluga, 1 chiếc tại Rostov và Orion và Bryansk và 17 chiếc trên bầu trời Krasnodar, Krai. Tuy nhiên, một trong số các UAV của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu tại Krasnodar, Krai. Cuộc tập kích của Ukraine đã diễn ra dồn dập trong ngày 17 tháng 3, ngày cuối của bầu cử Tổng thống Nga năm 2024. Theo đài RT, sau sự kiện Maidan năm 2014 ở Kiev, SBU và đối tác quân sự của họ, Tổng cục Tình báo Ukraine GUR đã được Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA cải tổ để phục vụ các mục tiêu mới, theo báo chí Mỹ. Thành viên của các cơ quan này được đào tạo ở phương Tây, được cho là đã tổ chức các vụ ám sát nhằm vào các quan chức của lực lượng đòi độc lập tại vùng Donetsk và Lugansk trước khi hai vùng này được Nga sáp nhập. SBU đã triển khai mạnh hoạt động của máy bay không người lái và các hình thức phá hoại khác nhằm vào Nga sau khi cuộc xung đột giữa hai quốc gia nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Cũng trong tuyên bố tại cuộc họp giao ban ngày 18 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng của Moscow đã tấn công mạnh ở khu vực Kupiansk trong ngày 17 tháng 3. Theo hướng Kupiansk, các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Tây phối hợp với máy bay và pháo binh đã tấn công đội hình địch gần khu định cư Sinkovka ở vùng Kharkov. Quân đội Ukraine mất tới 60 người, 4 xe cơ giới và một khẩu pháo M777 do Mỹ sản xuất, hệ thống lựu đạn pháo D-30 và bệ phóng tên lửa đa nòng Grad. Ngoài ra, theo bộ trên, lực lượng Nga cũng tấn công hai lữ đoàn quân đội Ukraine ở khu vực Zaporizhia. Phía Nga cũng đã cải thiện vị trí tiền tuyến của họ và đẩy lùi 7 cuộc tấn công cũng như phản công của quân đội Ukraine tại khu vực Avdiivka trong ngày 17 tháng 3. Còn ở hướng Donetsk, các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Nam đã chiếm được những vị trí thuận lợi hơn và gây thiệt hại cho các đội hình của các lữ đoàn cơ giới số 80 và 93, lữ đoàn không vận số 81, lữ đoàn tấn công đường không số 79 và lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 241 của quân đội Ukraine gần các khu định cư Maximi, Lianovka, Klechezevka và Krasnoye ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng lực lượng Nga ngày 18 tháng 3 tấn công 137 khu vực trung tâm nhân sự và khí tài quân sự của Ukraine. Ở hướng Donetsk, Nga tuyên bố loại khỏi vòng 380 binh sĩ Ukraine, 2 thiết giáp và 4 xe cơ giới trong ngày qua. Riêng ở thành phố Avdiivka, Donetsk, lực lượng Nga cải thiện vị trí trên tiền tuyến và đẩy lùi 7 cuộc tấn công của Ukraine, khiến đối phương tổn thất 295 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bộ binh, 3 thiết giáp, 9 xe cơ giới và một khẩu pháo FH-700 tại Zaporizhia. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã gây thương vong cho hai lữ đoàn Ukraine, hạ 55 binh sĩ đối phương cùng 2 phương tiện cơ giới, một pháo tự hành D-20 và 2 hệ thống pháo cơ giới Gvozdika. Trên hướng Kupiansk, Kharkiv, Nga cho biết đã gây thiệt hại cho Ukraine khoảng 60 binh sĩ, 4 xe cơ giới và một khẩu pháo M-777. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga bắn hạ một trực thăng Mi-8, 143 UAV và 26 tên lửa của Ukraine trong ngày qua. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã ngăn chặn âm mưu của các nhóm thân Ukraine nhằm xâm nhập vào biên giới Nga tại tỉnh Belgorod,
trong ngày 18 tháng 3. Nỗ lực của các nhóm trinh sát Ukraine nhằm xâm nhập biên giới Nga từ lãnh thổ Ukraine gần khu định cư Kozinka ở Belgorod đã thất bại. Kẻ thù tổn thất tới 150 binh sĩ, 2 xe tăng, 3 xe cơ giới và một hệ thống tên lửa phóng loạt Vampire, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga. Đứng trước tình trạng khát vũ khí trầm trọng, Tổng thống Zelensky trong nhiều tháng qua đã liên tục lên tiếng kêu gọi các đồng minh phương Tây, đặc biệt là Mỹ, nhanh chóng viện trợ vũ khí cho Ukraine. Theo đó, nhà lãnh đạo chính quyền Kiev đã công du nhiều nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, cũng như tham gia nhiều diễn đàn quốc tế để thực hiện nhiệm vụ sống còn này. Gần đây nhất, tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Albania Edi Rama sau hội nghị thượng đỉnh Ukraine-Đông Nam Âu hồi cuối tháng 2, ông Zelensky đã cố gắng kêu gọi các đối tác tăng cường sản xuất vũ khí, không để nguồn cung bị chậm trễ. Theo hãng tin Ukrinform, ông Zelensky đề xuất ý tưởng Ukraine sẽ cùng các nước Đông Âu sản xuất vũ khí chung. Chúng tôi quan tâm đến việc hợp tác sản xuất với các bạn và tất cả đối tác của chúng tôi. Có khoảng 500 công ty quốc phòng đang hoạt động ở Ukraine. Mỗi công ty đều tăng công suất nhưng vẫn không đủ để giành chiến thắng Nga. Chúng tôi nhận thấy có vấn đề trong việc cung cấp đạn dược. Điều này đang ảnh hưởng đến tình hình trên chiến trường, ông nói. Trước đó, tại Hội nghị An ninh Munich, Đức, ngày 17 tháng 2, ông Zelensky cũng kêu gọi các quốc gia đối tác hỗ trợ quân sự nhiều hơn cho Ukraine. Lời kêu gọi này được đưa ra ngay sau khi lực lượng Ukraine tuyên bố rút quân khỏi thành phố Avdiivka, nơi được coi là thành trì chủ lực của quân Kiev ở tỉnh Donetsk suốt thời gian qua. Ông nói rằng việc gửi thêm gói vũ khí và phòng không tới Ukraine là điều quan trọng nhất mà các đồng minh của Kiev có thể làm. Nếu chúng tôi có đủ hệ thống phòng không, chúng tôi có thể đưa hàng triệu người Ukraine về nhà. Đài CNN dẫn lời ông Zelensky phát biểu. Trong suốt nhiều tháng qua, Tổng thống Zelensky cũng tích cực công du nhiều quốc gia phương Tây nhằm kêu gọi ủng hộ và viện trợ vũ khí, bao gồm các chuyến đi đến Mỹ, Đức, Pháp, Ba Lan, Cộng hòa Séc. Cuối năm 2023, ông Zelensky đã trực tiếp kêu gọi viện trợ an ninh nhiều hơn khi phát biểu tại Đại học Quốc phòng Quốc gia ở Washington, Mỹ, nói rằng giấc mơ của ông Putin đang dần trở thành hiện thực nếu Quốc hội Mỹ tiếp tục chậm trễ thông qua gói viện trợ 60 tỷ USD cho Ukraine. Trước đó, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Cộng hòa Séc, Petr Fiala, hôm 7 tháng 7 năm 2023, ông Zelensky cũng nói rằng nếu không có vũ khí tầm xa, Ukraine không chỉ khó tiến công mà còn khó triển khai chiến dịch phòng thủ. Từ đó, người đứng đầu chính quyền Kiev kêu gọi quốc tế, đặc biệt là Mỹ, nhanh chóng viện trợ cho Ukraine nhằm ngăn Nga chiếm thế thượng phong trong một số tình huống nhất định, theo hãng tin Reuters. Ngày 18 tháng 3 giờ Moscow, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga CEC công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử Tổng thống Nga cho thấy Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin gần như chắc chắn sẽ giành chiến thắng, theo hãng thông tấn TASS. Cụ thể, tính đến 7 giờ ngày 18 tháng 3 giờ Moscow, có 99,43% số phiếu được kiểm, trong đó ông Putin dẫn đầu với 87,32%, vượt xa 4,32% của người về nhì Nikolai Kharitonov, ứng cử viên của Đảng Cộng sản Liên bang Nga. Những ứng cử viên còn lại gồm ông Vladislav Davankov của Đảng Nhân dân được 3,79% số phiếu và ông Leonid Slutsky của Đảng Dân chủ Tự do Nga được 3,19% số phiếu. Sau khi có kết quả kiểm phiếu sơ bộ, Tổng thống Putin đã có bài phát biểu mừng chiến thắng tại trụ sở chiến dịch tranh cử của ông ở thủ đô Moscow. Đề cập nhân sự chính phủ Nga trong tương lai, ông Putin nói cơ cấu chính phủ Nga nên bao gồm những người đang tham gia chiến dịch đặc biệt ở Ukraine, những người không tiếc thân mình chiến đấu để bảo vệ lợi ích của quê hương. Ông Putin cũng bàn về các ưu tiên của mình cho nhiệm kỳ tới. Theo đó, Nga sẽ ưu tiên hoàn thành các mục tiêu của hoạt động quân sự đặc biệt, tăng cường khả năng phòng thủ và lực lượng vũ trang. Ông Putin cũng cảm ơn người dân Nga đã tin tưởng ông và cam kết sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành mọi nhiệm vụ và đạt được mọi mục tiêu đã đề ra. Tôi đã mơ về một nước Nga hùng mạnh, độc lập, có chủ quyền và tôi hy vọng rằng kết quả bầu cử sẽ cho phép chúng tôi cùng người dân Nga đạt được tất cả mục tiêu này, ông Putin nhấn mạnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.